Xin chào mọi người Cái video này mình sẽ nói về XRP, XRP and XRP Ngày bây giờ là 8 giờ, 8 phút tối Ngày 23 tháng 10, 2023 uh, uh, Cái đầu tiên, trước khi mình bắt đầu Thì đầu tiên là, là um, chúc mừng cho những anh em đã chốt đơn ngày hôm nay uh, Nếu được, nghe lúc nào bạn chốt đơn á Bạn nhớ nó đăng lên trên nền, nền, nền tảng này ok Để cổ vũ những người khác nha, Chốt đơn, chốt đơn, chốt đơn Giống như là Mộng Minh, 27-29% okay? Có vẻ là 29% okay. Không, uh, nếu được nha Nếu uh, được Anh em chứ chụp hình như vậy nè Đăng lên Nha Nhớ là đây là những người thật vị thực ngoài xã hội Mình không trả phí cho anh em Để đăng những cái hình ảnh uh, Chúng cái này Chúng cái nọ lên đây Và mình mình cũng không có đăng uh, Lên đó nghe okay, Giả tạo Đồ vân, vân vân Những cái đồ vớ vẩn vậy Thì bên mình cũng có thời gian Để mà làm okay. <laughs> Thì đó Hôm đó Hôm nay là bạn đó chúng Để bạn mình chúng tiếp ha Đây là bạn đồ uh, Ok 128% uh, Ok BTC Ok Chuẩn Ok uh, bằng đô 80 ok cho à, bằng Mr Nguyễn 80 phần à, đô 65 đô hôm nay chúng nhiều hơn còn bao nhiêu anh em nữa có ai chúng thay chúng hầm bộ 21 phần còn ai chúng nữa nhớ đăng lên này cho mình okay. cái cái tôi đầu tiên hồi nãy vừa rồi là mình chia sẻ cho bạn một cái tín hiệu về Solana nhớ là nó là vậy nè nó ngay bây giờ nó có thể râu ri lên chút xíu nữa tới cái vùng này rồi nó hồi lại nghe rồi hồi lại là nó có hồi lại ba sóng hay là năm sóng đó thì à, có nó có thể hồi lại ngay bây giờ luôn hoặc nó có thể râu ri nó cho mình cho phép nó râu ri tới cái vùng này rồi nó hồi lại cũng được một là râu ri xuống luôn ngay bây giờ hai là râu ri lên thêm chút xíu rồi xuống cũng được đó là cái đồng salon hồi nãy mình đã gửi thêm nhiều cho bạn rồi à, bây giờ mình nhảy vào XOP và mình cần xóa vài thứ và sau đó là mình gọi là mình bắt đầu à, à mình à, xóa vài thứ và mình để giải thích cho một cách kỹ càng thì à, vừa rồi nghe là về XOP là nó nằm ở trong một cái hình tam giác giữa hai cái bàn đen này ok à, năm sóng vừa rồi mình đếm là 1, hai 3, 4, 5 và đồng số 5 gọi là cũng đã kết thúc rồi ok thì bây giờ gọi là mình xóa luôn đi cái gì xong là mình xóa vừa rồi chỗ này mình cho bạn tín hiệu để đánh những cái định lon 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 lên mũi tên chỉ chỉ ba bốn cái mũi tên là một mũi tên hai mũi tên ba mũi tên những người nào mà chưa chống cái đồng XOP vừa rồi có nghĩa là bạn nên rời cái cuộc chơi đi bạn không hiểu gì đâu đây mình đã nói mua 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 thu gom như vậy ok ok à, những người nào trúng chúc mừng bạn ok à, đây ok hồi nãy là mình mới xóa là hai cái mũi tên nào đây là cái thứ, mũi tên thứ ba mình xóa đúng không ok đây là mũi tên tư, thứ tư mình xóa nữa đúng không ok mình bỏ lại cái này cái biệt chỉ đó ok đây là mũi tên thứ tư mình xóa ok có nghĩa là bạn còn chưa vô hàng để bạn chốt thì có nghĩa là là có nghĩa là sao ok mà ngồi đây bạn coi những cái video này, này đến chi đúng không mình chủ yếu là để chốt đường chốt đường chốt đường dẫn dắt bạn có dẫn dắt bạn tới từ do tài chính vậy uh, xóa luôn cái này luôn okay. thì bây giờ thì riêng cái đồng XRP nó đang nằm trong một hình tam giác như vậy nha yeah. để mà không có sử dụng cái hình tam giác này nữa luôn á thì nó phải lên tới cái con giá này lận ok năm 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 mươi ok năm invalidate triangle đây là những con giá đã nằm trên màn hình này lâu lắm rồi tuần này khoảng, tuần nọ tháng này qua tháng nọ rồi trong phải ngày một ngày hai ở đây ngay vừa rồi là nó mình cho bạn cái khu vực này là nó đang nằm ở vừa rồi là ở dưới đây mình cho bạn cái khu vực này bay lên đúng không? Thì nó đã lên tới cái vùng vùng đây. Và nó tới là năm năm sóng đã kết thúc và ngay bây giờ nó là phải ra một cái quyết định. Nó đang nằm giữa hai cái cái khung màu vàng này thôi không có gì hết. Một ok nó có hai trường hợp ngay bây giờ. Một là rõ ràng là nó vật xuống đi xuống đã rồi sau đó nó mới bung. Hai, ok là nó có thể bung trực tiếp luôn trực tiếp luôn Nhưng mà nhớ ra đây nè Cái con giá này mới là cái con giá quan trọng Mình kéo nó qua luôn Mình xóa Vừa rồi đây là cái vùng mà nó gọi là mình vô để Mình nói lúc nó lên nó cái vùng này Cái lùng nó nó đi xuống Ok thì vừa rồi nó lên tới đúng cái 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 là là à, 53 53 hai rồi nó hồi lại Hồi lại Ok thì đây là cái vùng kháng cự vừa rồi của nó Mình đã sử dụng luôn rồi Xóa nó luôn Ok Đây Xóa luôn thì đây là cái vùng ngay bây giờ nó phải định hướng Một là lên thẳng luôn hai là xuống lại và lên Rồi sau đó mới lên lận xóa luôn cây cái... Okay. để những con da này đi okay. để những da này đi thì mà uh... break okay. thì uh, đây cái đầu tiên bạn nên để ý là cái vành đen này nghe nếu nó phá vỡ cái vành đen này nè thì nó có thể bay một cái vèo luôn xác uh, suất ngay bây giờ okay, nếu nếu mà nó vẫn nằm ở dưới 549 549 549 549 nếu nó vẫn nằm dưới 49 xác suất là xuống lại xuống lại luôn ngay bây giờ nhưng mà nếu nó đánh vỡ được 549 á, ok, thì cái con giá kế tiếp là cái con giá ở đây, ok, ở đây, ok. Để mình coi kiếm cái uh, mình vẽ đi cho nó nhanh, ok, đây, uh, đây, thì uh, mình vẽ đó. Nếu nó cắn được con giá này, thì nó lên tới cái con giá này, nó lên tới con giá này, nó đánh vỡ cái hình tam giác, đánh vỡ cái hình tam giác không có thể sử dụng được cái hình tam giác nữa mà nó lên được cái con này á, thì xác suất là nó lên đâu nó lên tới con kế tiếp vậy con kế tiếp là con số mấy ok đây là nguyên câu chuyện cho bạn để để, để mình sử dụng sau cái con 558 thì nó tới là 6 63 lần 635 lần 635 rồi 635 xác suất là nó sẽ bị đa xuống lại và cái câu chuyện này mình đã kể cho bạn trước đây rồi khá là lâu rồi nhưng đây dựng nhân dịp này là mình kể lại cho bạn ok mình tắt đi hết tất cả mọi thứ mình zoom ra luôn thì đây 63 ok xác suất là lên là lường tới cái vùng 63 rồi sau đó nó mới tụt dốc xuống lại. Tụt dốc xuống lại. Ok. Một là xuống đã rồi lên luôn. Hai là lên luôn rồi xuống lại. Ok. Thì đó là hai trường hợp. Nhưng là làm sao mình biết được cái trường hợp nào là cái trường hợp nó xảy ra? Okay. ok. Thì đây mình dựa theo những cái con giá. Đây là những cái sự đo lường của cái trăm 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 cái đầu ở trong đó. Bởi vì vậy, cái sự chính xác cực kỳ cực kỳ cao. Vẫn nằm dưới 549 xác suất là sẽ xuống nghe xuống là đây, ok. Đợi bao nhiêu giờ cho đi nữa, không phá vỡ được cái vành đỏ này, ở vành vàng này xác suất không phá vỡ được cái vành đen này xác suất là quay đầu đi xuống lại. Đó cái okay, dễ hiểu mà đúng không? Không phá vỡ được cái vành vàng này đi lên, không phá vỡ được cái vành đen này đi lên thì xác suất là sẽ quay đầu đi xuống. Ok. Uh, đi xuống. Nhưng nếu nó phá vỡ được 5, ok, 549 và cái 549 là cái con giá uh, để mình ghi 549 để mình đánh dấu luôn cho bạn. Ok. mình đánh dấu luôn cho bạn nghe ha. 549 là Ok, đầu cái vùng ở đây. Ok. Rồi ở đây thì là mình đổi thành một cái màu khác đi ha. Là một cái màu gọi là nó hơi gắt chút Đó, đây, đây. 549 có con giá là 549. Nếu mà nó đánh vỡ được con này nó chạy tới đây và nếu nó chạy tới đây thì nó sẽ chạy tới chấm 63. Ok thì nguyên cái vùng này là mình gọi là gì? mình lon đúng không? nguyên cái vùng này nếu mà nó cắn được cái con này đúng không? thì mình là có một cái một cái rất là ngọt nó bay từ đây cho tới điểm này cho tới điểm này điểm này cho tới điểm này là ok nguyên cái vùng này là lon ok thì đó ok à... nhưng mà những cái giờ tới đây nghe nếu mà nó không cắn được 4, năm bốn chín thì xác suất là xuống 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 và không chỉ vậy để hai cái đỉnh hai cái này ok nếu nó à, vừa rồi thì đây thì nếu cái đầu tiên á cái đầu là cứ tính vành vàng đi cho nó dễ nghe cắn vành nào là mình biết cái hướng nó đi hướng đó ok cắn vành vàng ở trên để đi lên ở hướng trên cắn vành vàng, vàng ở dưới thì đi hướng dưới bởi vì vậy mình đặt cái tín hiệu ở giữa mình đặt cái cái tín hiệu ở dưới đây rồi xuống cái này nó cắn một cái là vô trong đây là mình sốt nó xuống liền cái okay? mình sốt xuống thêm thì mình sốt xuống thêm ok nhưng mà nếu mà nó gọi nó cắn thành này cái cắn thằng này thì mình chưa nó cắn thằng này mình chưa nếu nó cắn thằng này nè để cho nó chắc chắn nha? chắc chắn thì mình lon lên ok thì đó là gọi là mình chia sẻ thêm nhớ những cái tín hiệu đây mình vẫn chia sẻ cái tín hiệu gọi là tương lai cho bạn và anh em chúng 100, 200 phần trăm, 300 phần trăm gì đó tùy ok à, mỗi ngày có những người tao chúng tới 500 phần nữa ok chúc mừng nhưng những cái tín hiệu tương lai mình cung cấp á nó nó cái gọi là cái mình cho con số bạn vô và con số ra luôn Ok, thì không có một cái sự gọi là thắc mắc gì nữa, cứ dựa vào đó mà chơi. Còn cái này thì rõ ràng bạn phải canh canh và và canh. Ok. Những người vốn ít chơi uh, tương lai, những người vốn nhiều, ok, uh, chơi spot an toàn hơn rất nhiều, nghe nó nó là vậy nghe, chơi spot nếu những người vốn nhiều thì chơi spot nó an toàn hơn. Và cũng đã nói cái xác suất chính xác của spot nó lên tới 90-95% Tại sao không chơi spot? Ok, tại sao chơi chơi tương lai? tương lai thì rõ ràng bằng bạn gọi là vốn ít, bằng muốn dùng đòn bẩy, bằng nhân tài khoản của bạn nhanh hơn, cái okay, lớn hơn, rồi sau đó bạn quay lại bạn chơi spot cũng được, cái okay, tùy bạn. nhưng mà nhớ là uh, cẩn thận, cẩn thận và cẩn thận bởi vì sao? rõ ràng thứ bảy chủ nhật thì thường thường mình không có không có làm, đúng không? nhiều lúc thứ bảy chủ nhật nó nó gọi là nó nó di chuyển, nó đổi sóng, vân 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 vân. mình đang ở giữa cái rừng mà không có thể cập nhật được cho bạn. ok, bởi vậy nhớ là những cái thứ này nè, mình chia sẻ cho bạn đó. Cấy nó vô trong bao, trong đầu chứ. Ngay cái trong đầu thấy tới lúc đó ok tới lúc đó là bạn biết bạn phải cần làm gì ok thì lúc đó bạn không có cần mình để cập nhật tín hiệu là thứ bảy chủ nhật mà mình không có có mặt thì bạn vẫn có thể trục đơn trục đơn và trục đơn vậy thôi chào người những cái video này nếu bạn tìm được giá trị nhớ đăng ký nhớ ấn cái cái dấu thích giúp mình có nghĩa là ấn vào ngón tay vậy thôi chào người